Nghe bài này miền Trung không? Đi ăn có đàn em lo từ A Z rồi. Nhiều khi mình thấy mình cũng bóc lột lao động đó thiệt, mà thôi kệ mẹ nó chứ biết sao giờ. Nói chuyện bá đạo. Dân miền Nam bạn nói chuyện bạn bè nói chuyện láo lắm bạn. Thông cảm nha. Không có khách sáo. Chỉ có ăn xương sáo thôi chứ không có khách sáo. Anh Duy ơi, vụ Thủ Thiêm, Thủ Thiêm sao nhà em bị cưỡng chế hả em? Thủ Thiêm nhà em có bị cưỡng chế không? À, boss đam vừa thôi không, ba sọc nó còn kiếm chút cơm chứ. Ủa kiếm cơm là sao anh không hiểu em? Chào anh Duy, anh thấy sao về vụ Sóc Trăng lùm xùm về vụ tôn giáo? Sóc Trăng là tôn giáo vụ gì đó em? Bữa nay có biến ở Sóc Trăng nữa hả? Xin chào em yêu Mai Dương. Anh Duy đang ở đâu vậy? Anh đang ở Việt Nam em. Anh đang ở Việt Nam nha. Anh ở thành phố mang tên Bác nè. Mấy em cũng có thể kêu là thành phố mang tên người nha. Từ thành phố này người đã ra đi. Nhạc bản quyền không dám mở luôn nha. Giờ anh chạy anh cẩn thận lắm. Anh đang trên lầu chừng này mà. Nhìn xuống thấy người ta nhỏ xíu à. Nhanh đi, anh chưa lên món thì anh ngồi nói chuyện được nha. Chắc lên món là anh phải ngồi dành ăn lắm em. Thắc mắc gì hỏi lẹ lẹ đi nhóm em. Lâu quá anh ơi, cái gì lâu em? Lẩu hả? Ăn muộn về Duy Nguyễn. Ừ, nói chung đó là cũng không biết muộn hay sớm nữa bạn. Tại vì đi vòng 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 nào đói ăn thôi à. Ở trong Sài Gòn á, ăn không có giờ. Đó, không có giờ. Đói ăn thôi chứ không có khái niệm ăn buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều nha. À, Sơn Tùng anh ơi, trời đất ơi, Sơn Tùng giờ VIP rồi. Thời đại của Sơn Tùng đại đế rồi em. Thế giới này ai dám chống Sơn Tùng, đúng không? Làm cái video ngàn đêm thôi, hạng nhất thế giới luôn. Cả thế giới ngã mũ với Sơn Tùng luôn rồi mấy em.
cái này nó mình mém về mình thì cái đoạt giải Olympic thì chỉ còn lại gì nữa đúng không mấy bạn? Nếu mà xét ở góc độ thể thao là người chơi thể thao hay nhất được huy chương vàng Olympic thì giờ Sơn Tùng là cú này nó Olympic rồi, Olympic tập thể. Body đẹp đấy, trời đất ơi, body không đẹp sao dạy gym kiếm tiền trời. Bạn khen bằng thừa nha. Bị nói vụ tôn giáo đó anh kệ mẹ đó. Đường Sơn Tùng đi thằng nào ủi Sơn Tùng cán nát hết. À, anh nói Sơn Tùng hổm rồi. Nói gì em tính làm cú hích này anh thấy sao? Cái nói mày em tao mà không hiểu ý tao hả? Chuyện tao muốn làm á, tao méo còn phải hỏi thằng nào. Đó. Vậy đi. Em muốn xưng hùng xưng bá trong thế giới showbiz em phải cứng nha. Là được. Anh nói thế em làm theo anh nha. Có chuyện gì chịu trách nhiệm nha. Bậy. Ra giang hồ ăn chơi tự mình làm tự mình chịu. Đó. À, Winhome hả? Trời đất ơi vô Winhome nhiều rồi. Bạn muốn mua nhà tiền không mấy bạn mua. Vô Winhome chảy ke chết luôn á. Hồ Chí Minh từ Nghệ An mà đi xe đạp vào Sài Gòn khùng. Hồ Chí Minh nào đi bộ từ Nghệ đường xe từ xe đạp như Nghệ An Sài Gòn ba. Đúng không? Bạn nói bạn không có kiến thức về lịch sử. Hồ Chí Minh là gì? Đúng không? Hồ Chí Minh là tên gọi mà khi bác làm chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, lúc đó là bác là yếu nhân đi xe hơi không nhông nội. Ở đâu đi xe đạp? Bậy bạ không, nói chuyện siêu tạc lịch sử mấy em. Tưởng đâu không ai biết lịch sử Bắc Hồ mà. Đúng không mấy bạn? Winhome giờ gần 5 tỷ gì á anh, 5 tỷ là cũng trung bình đó em, có căn mười mấy tỷ nữa mà. Yeah. Anh ơi, anh tư vấn cho em xíu về hộp Libo trắng, bỏ miệng là cũng hai viên nha. Gái hai viên, trai ba viên nha. Cái gì đúng hai dương? Bởi vì mấy thằng trẻ trâu muốn nói chuyện chính trị làm ơn học cho nó kỹ vô đi. Đúng không? Phát biểu tầm bậy tầm bạ không mà nói chuyện chính trị gì trời. Khổ mấy em quá à, lo đi học đi. Nghèo rớt giái ra mà tối ngày đụng mòm vô diễn chính trị hết. Ủa bộ làm chính trị có tiền hả mấy đứa? Chính trị có tiền không? Vụ công giáo nói sở văn hóa cấp phép cho Sơn Tùng bôi nhọ tôn giáo của anh kệ mẹ thích thì kiện. Đừng nói với anh làm gì cả, đúng không? Thứ nhất anh không phải thẩm phán, đúng không? Thứ hai anh cũng phải công an, đúng không? Anh không nằm ở trong nhánh là hành pháp, anh cũng không nằm trong nhánh tư pháp, anh cũng không nằm trong nhánh lập pháp. Thì mày nói với anh làm cái con mờ gì? Đúng không mấy bạn? Dân Thủ Thiêm đã giải tỏa bức xúc được chưa vậy? Ai biết, anh đâu phải Dân Thủ Thiêm đâu em. Omega anh chi nói em uống Lean Body hoặc Lean Đồ 8 đi, Omega Mola nghe. Tụi em thấy nói chuyện có chắc không tụi em? Chắc là tìm và xe đi nha. Tụi em có cái học phong cách nói chuyện của anh bảo đảm ra được nhiều người thương lắm em. Tụi em mà coi livestream anh nhiều vô trường vô lớp là kể như là bá đạo liền. Muốn thầy cô không kêu ra bài cứ nói em fan cuồng anh Duy Nguyễn đó nha. Bảo đảm thầy cô không giờ kêu lên ra bài đâu. Tại sợ thầy mày lên mày trả treo không mà giúp em trả bài. Cho ý kiến về Việt Nam có lên đa đảng không anh? Đa đảng hay không đa đảng mày có giàu không không? Đúng không? Vậy đi. Thí dụ bây giờ có cái cam kết ràng buộc nào nói Việt Nam đa đảng lên mà nhà mày từ thằng ở mướn mà có nhà biệt thự á thì em ủng hộ đa đảng. Đúng không? Còn nào phát biểu cái câu mà đa đảng mà nó mang lợi ích gì cho em á kêu nó xéo mẹ cho mày, cái đi mệt quá. Đừng bao giờ nói với anh chuyện chính trị khi nó không mang lợi ích cho anh. Ok? Không. Mua qua bên anh mua sản phẩm được không anh? Được em, sỉ lẻ làm hết nha. Anh ơi, Thủ Thiêm cưỡng chế không bồi thường anh. Bây giờ thằng nào cưỡng chế không bồi thường mà nghĩ coi nó cưỡng nổi không? Hay người ta cưỡng chế ngược lại nó? Dễ ăn của ngoại quá. Thí dụ giờ anh đi cưỡng chế không bồi thường anh rủ mày đi nè, mày đi không? Đúng không? Em trả lời bằng lương tâm coi. Em muốn đi không? Ê bữa nào tao mà ra cưỡng chế nhà kia không bồi thường cướp đất nó chơi mày. Đi không? Thơm đi, ra ngoài nhà kia cưỡng chế bồi thường tao mày cướp đất hết trời.
Thôi mẹ làm ăn mà sợ bị quýnh. Mình lên show được không? Được thì cũng được đó, mà sợ là mình đang ăn mà bạn lên bạn nhìn bạn không tập trung bạn trả lời thôi chứ. Được thì được rồi đó. Ông này kiểu ba phải. Ừ, tao ba ba phải mà tao đi mạc 7 tí 2. Mày ba phải chứ mày đang đi xe gì vậy Khai? Mẹ tao trẩu vô đây. À, không em, mà cái đó mở nhiều lắm. Mình đang nhậu thôi, đang nhậu nhà đi ra làm gì. À, chủ nhật buồn quá, Di mời mấy chú bên Cali. Có chú nào đâu. Vậy sao nó kêu kiếp trắng trợn mà không bồi thường? Thì đó, bây giờ muốn cướp không? Có nhà kia ngay chỗ ngã tư kìa. Giờ ngày mai tao mày lại cưỡng chế nhà đó đi, không bồi thường. Tao đứng ô tô, tao chỉ đạo mày vô cưỡng chế. Cưỡng chế được tao chia mày 7, tao 3. Chơi không? Lẹ đi, trả lời nhanh. Kiếm tiền không khó. Tao đó muốn ăn lăn vô bếp, muốn lết chơi, muốn chết lết vô hòm, lẹ đi. Thì giờ mai tao mày qua thu thêm cưỡng chế luôn cũng được nữa, bên đó còn mấy cái nhà kìa. Giờ có cái gì? Có mấy công trình tôn giáo nè. Đi không? Mày vô mày cưỡng chế nha. Mày ăn 7, tao ngoài tao ngồi xe tao canh cho, tao ăn 3. Thằng nào đi theo anh nha. Công nhận nhai cái miệng ngon quá trời, phải ngon thôi. Anh giải thích vụ Thủ Thiêm đi, coi lại đi ông nội nói nhiều rồi. Không phải khó nhưng mà đề tài cũ nha. Vậy chắc bồi thường chứ ít nó xúc miệng. Con Gainer 6 cúp hả? Ghê vậy. À ngày 3 lần được em, ngày 3 lần ok, tưởng đồng lòng quốc 6 cúp luôn chứ. Nói chuyện dở gì cũng nói. Giờ mày trình bày dòng họ mày ai nói chuyện hay nhất, kêu ra nói chuyện với tao. Lẹ đi. Thực tế đi. Lên đây mời luôn. Gì? Bị bắt. Thấy anh chủ mưu là chết cãi nó mẹ. Chơi mà sợ. Nó nói là kiếm tiền mà muốn kiếm nhanh là đừng có sợ các bạn. Ăn cái gì vậy? Ăn càng ghẻ không? Tự nhiên cái thằng nãy chửi kia tưởng đâu chửi tao không mày. Nó đang đam trâu lên tự nhiên đọc nó tưởng nó chửi tao không à. Cá nướng nhanh bao bao nhanh luôn trời. Đúng không? Bao nhanh luôn á, ăn kịp luôn á. Cái nhỏ này ngon nè, pha bự quá. Chuột đồng này không có em ơi. Đây tăng ếch không mà. Ăn chuột. Mấy cái món độc đó phải đi về quê có nghe. Chào anh đẹp trai. Đẹp trai chứ em có mê trai không? Mấy ông ở bển nói Việt Nam nghèo. Sao thấy người Việt, sao thấy Việt Nam đi ăn nhà hàng hấp dẫn quá. Chắc ai biết đâu. Nói chung nghèo về đây bao nhiêu ăn chừng 3 bữa rồi.
mà không yếu nhen. Chứ ở đây Di rủ người Việt Nam bao Di đi ăn người ta cũng rung rồi chứ đừng nói. Nói chung mà Duy ăn bữa tối chủ nhật rất cũng bình dân, bữa ăn từ 1 triệu tới 2 triệu còn tiếp khách thì khác nha, ăn mấy món là rẻ bèo à. Ăn hải sản Vũng Áng bạn, ăn hải sản Vũng Áng nha. Mấy thằng bệnh hoạn tối ngày gái gú, mấy thằng bệnh mới không gái gú nổi đó, thằng này nó ngu, mấy thằng khỏe nó mới gái gú. Trên đời này mày thấy thằng nào bệnh mà còn gái gú không? Không có đúng không mấy bạn? Mày bệnh mày có hứng không? Không. Hứng cái khỉ gì ngủ li bì luôn. Thằng này nó ngu thiệt cái mẹ ơi. Tao khỏe mạnh tao mới gái gú. Bệnh nào gái gú? Anh chỉ có BCA cho anh không có bia. Ủa lấy mấy cái ly rút BCA uống mày. À đúng rồi. Em ơi, hải sản Phọc Mô Sa anh? Ừ à, Phọc Mô Sa hải sản ngon mà mấy em. Nói gì? Ông ăn xong mấy phút ông ỉa, chừng nào mày đói bụng tao ỉa nha. Thành phố đang xây chung cư quá trời, chỗ mua tách gần chục cái đang xây. Giờ xây quá trời luôn, đúng rồi. Bạn nói đúng rồi đó. Sài Gòn thì chỗ nào cũng xây hết. Sao không ăn con mà ăn càng không vậy? Tại mình kêu món càng mà. Đâu kêu món con đâu, ăn càng cho nó lẹ. Em ơi, làm cho hai ly đá đi. Tợ dân chơi người ta kêu lấy hai cái tẩy ông ơi. Lấy cho hai tẩy. Tại tay dơ quá, muốn làm, muốn tự làm thôi. Thì ảnh giờ nào like giờ đó thôi chứ bận đâu like được. Mình ăn ăn rảnh rảnh like like à, đó giờ like qua like ăn quen rồi. Hai tẩy đá. Nãy giờ có hàng chưa boss, có lai rai rồi em. Anh đang càng ghẻ em. Bí quyết chăm sóc da mặt đẹp là uống BCA nhiều vô em. Uống BCA nha, da mặt nó mới đẹp được. Vì một thanh niên sống ảo bị nhồi sọ cho hay. Thằng nào sống ảo bị nhồi sọ giơ tay. Anh Vũ Sư bữa nay và ban ngày anh đi làm rồi. Anh Vũ Sư chừng nào mình like buổi trưa anh mới nghỉ. Lên sóng gì ơi, lên sóng nói về gì cu, cho đề tài của mấy bạn cảm thấy hấp dẫn mà mình mời. Nick kia like được chưa đại ca? Chưa em, bị lóc vĩnh viễn luôn rồi. Mày sống ảo bị nhồi sọ đi Nguyễn. Đúng má, nhồi sọ như tao là thằng mà Obama qua gặp chủ tịch Việt Nam là đi bằng đồ gói đó con. Bỏ mà tính cho mày bài toán GDP mày chưa hiểu hả? Hả? Mày tính cho tao bài toán, tao tính cho mày bài toán GDP mày chưa hiểu hả? Trời đất ơi, Việt Nam mày nhồi sọ 95 triệu dân như tao, bảo đảm là Donald Trump nó qua nó gặp nguyên thủ quốc gia Việt Nam đi bằng đồ gói. Sao nói mình cu, mình lớn tuổi hơn Duy? À vậy chắc không nhớ. Không nhớ, thiệt không nhớ thiệt. Vậy anh ha, anh Ben Ngô.
chứ giờ giữa chiến trường loạn lạc này ai lên hoài thì nhớ thôi chứ. Thiệt mà. Nhiều khi lâu lâu mày chửi chúng đồng đội luôn á. Ví dụ lóc bị nhầm. Lóc nhầm hiểu nói, trong giờ nó thiệt các bạn chiến trường mà đạn lạc này á. Lâu 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 bắn trúng đồng đội mấy con luôn á. Mình rảnh coi lại like của Duy kể về Bác Hồ rồi, giờ mình thích Duy lắm vậy ha. Bác Hồ còn nhiều chuyện tiếu lắm. Bữa nào rảnh đi ra trong nhà đi kể chuyện Bác Hồ nghe nữa. Bác Hồ trôn nhà báo nước ngoài rồi nhiều lần lắm. Mấy nhà báo nước ngoài cười đụng răng với Bác Hồ luôn. Nghe cái vụ hồi đó mà đi thi SEA Games về Bác Hồ ra chỉ thị đi thi SEA Games chưa? Nó giống như SEA Games, không biết phải cái tên hồi đó nó là SEA Games hay không thì không chắc. Vui không? Rồi vậy giờ bây giờ anh Ben Ngon cứ lên nha. Mà em nhiều khi em ăn em không ăn miệng được với anh nha. Anh cứ trình bày gì trình bày chịu không? Chứ giờ anh biết rồi, mới đi ăn đi nhậu mà. Mình lo nói chuyện không, hồi nhìn qua không còn miếng mồi nào hết trơn. Thiệt. Lo nói chuyện không, hồi nhìn qua mất tiêu hết mồi. Khổ vậy chứ. Nè, ở Việt Nam thịt mỡ là bỏ, nguyên tắc mà. Mặc tại heo xuất khẩu mà, heo xuất khẩu. Lấy anh Ben Ngô lên đi. Anh Ben Ngô là sóc đam gì kìa. Khu Diệm lại vô có người kiếm kìa. Ủa em nói chuyện với anh Hùng Lân không nghe tiếng của em hả? Kì vậy? Duy giúp anh giảm cân hiệu quả. Anh mua bộ ba thần thánh uống đi. Xong rồi tập gym là giảm thôi chứ có đâu chỉ anh. Dạt à. Đi nướng hả? Chú gì nướng? Ăn là trước đi. Chú ăn hồi lại này.
Mạng kém quá bố ơi, anh lai 4G mà khổ em. Ngoài đường mà lai 4G nghe. Trong thêm bao lâu anh cố gắng một tháng là có kết quả anh. Nó mạng nó yếu anh bên ngon, mạng nó yếu quá. Yếu quá mà không được. Em lai 4G mà chập chờn lắm. Chút về chơi không anh? Anh thức khuya không? Em ăn xong ăn đuôi về nhà chơi. Giờ danh nhân văn hóa của tên bác không quăng lên tiếng Anh qua hay tiếng nước ngoài qua mình kiểm chứng. Ăn chú dê có nào chú mình bự không ta? Lắc ta còn lắc không ta? Thì 14 chai hả? Ủa còn lắc không mấy bạn? Còn lắc không? À còn lắc không mấy bạn ơi? Tắt đi mở lại thôi.